xúc động câu chuyện Tiểu Vi chăm mẹ bị bệnh, quyết giữ kín vì sợ mọi người lo lắng. Tiểu Vi và mẹ rất thân thiết, bà là người sát cánh trong những ngày đầu con gái đăng quang. Trên trang cá nhân, bà Phạm Kim Dung của đăng tải khoảnh khắc đến chúc mừng Tiểu Vi tân gia nhà mới ở Hội An. Được biết, đây là món quà mà Tiểu Vi dành tặng cho gia đình ở tuổi 23 sau những tháng ngày nỗ lực làm việc. Bà Phạm Kim Dung không giấu nỗi xúc động khi chứng kiến quãng thời gian Tiểu Vi chạy ngược, chạy xuôi lo lắng, chăm sóc khi mẹ đổ bệnh. Ngôi nhà là món quà báo hiếu đầu tiên mà Tiểu Vi dành tặng cho cha mẹ. Chị rất tự hào vì em không chỉ xinh đẹp, chăm chỉ làm việc mà còn là người con quá hiếu thảo. Nhớ lại lúc mẹ em bệnh, em túc trực 100% thời gian ở bệnh viện, từ bệnh viện đi làm, về lại bệnh viện, bay đi bay về liên tục. Rồi về Hội An ở một thời gian để lo cho mẹ sau khi về nhà. Đây là điều quan trọng nhất của một người con. Cả nhà mãi yêu Vi. Chúc mừng cô gái tuổi 23. Thời điểm đó, mẹ Tiểu Vi đang cấp cứu trong bệnh viện và cần cô về gấp. Ngay khi biết tin, Tiểu Vi đã từ nơi đang làm việc về thẳng quê nhà để chăm sóc mẹ. Tiểu Vi giữ kín thông tin này suốt thời gian đó vì sợ những người xung quanh lo lắng. Tiểu Vi không ngừng cố gắng, nỗ lực từng ngày đền đáp công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ. Nói về món quà đặc biệt này, nàng hậu tâm sự, gia đình luôn là động lực lớn nhất để Vi chăm chỉ làm việc trong suốt 5 năm qua. Lần về quê này, Vi về cùng ngôi nhà mới, một món quà dành tặng cho ba mẹ. Mọi người sẽ luôn là động lực để con chăm chỉ làm việc và cố gắng cống hiến những gì tốt đẹp nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.